Lụt máy cưa xin chào toàn thể các quý vị và anh em. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 3 năm 2024. Cả hai chúng em Lụt máy cưa lại xin lên sóng và review cho anh em một lô máy cưa xích đến từ hàng Nhật bãi nội địa anh em nha. Và trong lô ngày hôm nay tổng cộng gồm có 9 con máy cưa xích, toàn là hàng VIP, hàng sưu tầm cho anh em luôn anh em nhá. Đấy, và cửa hàng chúng em ạ thì trong video này sẽ còn nói rõ thông số kỹ thuật từng con máy một và còn nói công suất của con máy ra sao để cho anh em phù hợp đặt hàng anh em nhá. Đấy, và có báo giá chi tiết cho anh em từng con máy. Và cửa hàng chúng em thì không cần phải cọc trước nên là anh em đặt hàng thì hoàn toàn yên tâm. Anh em chỉ cần để lại cho em thông tin, địa chỉ và số điện thoại sẽ đóng hàng gửi đi cho anh em tới tận nhà. Cửa hàng chúng em thì có nhận giao hàng toàn quốc nên là anh em đặt hàng hoàn toàn yên tâm anh em nha. Số điện thoại đặt hàng ấy thì cửa hàng chúng em đã để dưới màn hình rồi, 0354392929. Số đấy thì em có sử dụng Zalo luôn anh em nhé. Anh em nào mà có sử dụng Zalo thì kết nối Zalo để đặt hàng ở trên Zalo cũng được. Đấy, và trong lô ngày hôm nay đánh dấu ký tự là lô chữ C. Đây, em có ghi cái có cái tờ giấy em dán lên cái phần tay cầm của cây máy này. Đây là giá thành của cây máy nha. Và đây em đã đánh dấu ký tự là chữ C này, C1, C2 cho tới C9. Thì để phù hợp cho anh em đặt hàng ấy, thì cho nó dễ dàng. Ví dụ là anh em ưng con này chẳng hạn đúng không? Nhưng mà anh em không biết tên con máy là con gì thì anh em chỉ cần bảo là anh muốn chốt con C1 chẳng hạn này, thì em sẽ đóng hàng và biết đóng hàng gửi đi cho anh em. Đấy, chuẩn máy mà trên video quay anh em nhá. Và đây là giá thành thì bao ship với tận nhà cho anh em rồi. Đây là đã bao gồm phí ship đầy đủ và tặng kèm cho anh em là một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Anh em hiểu hình thức đặt hàng của bên em chưa ạ? Không cần phải cọc cài kỳ trước nha anh em, nên là anh em vui lòng xem kỹ video, cảm thấy ưng ý chốt thì anh em hãy đặt hàng của cửa hàng chúng em anh em nhé. Để lại thông tin, địa chỉ và số điện thoại hàng đến kiểm tra hàng, test nổ rồi mới thanh toán anh em nha. Rồi, đầu tiên là con C1, giá đang 1,6 triệu này, cực kỳ rẻ cho anh em luôn anh em nha. Con này thì nói chung là hàng máy mới thì để cho anh em về nhu cầu về sử dụng ít nha anh em nhé. Con này thì công suất to khỏe này, để chuyên cho anh em về sử dụng khai thác anh em nha. Cân nặng con này thì nó tổng khoảng hơn 6 kg, lam của nó thì dài lên đến 55 cm cơ. Đấy, quá dài đúng không anh em? 55 cm thì trừ đi 5 cm ở phần trong máy này. Đấy, trừ đi 5 cm ở trong này nhá, thì tổng độ dài cây lam này thì còn 50 cm. Xích là xài xích 72, xích lớn luôn anh em nha. Rồi, con này thì nó là hai ốc chân lam, có tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ này. 1,6 triệu cho con này nha, hàng Nakata. Đó, hàng máy mới 100% anh em nha. Con này thì nó là để cho anh em nhu cầu về sử dụng ít, anh em nào mà về nhu cầu mà lâu lâu mới sử dụng nè, thì anh em kinh phí hạn hẹp thì không có tiền để anh em mua những con máy đắt tiền, thì cửa hàng chúng em lên sóng với con máy giá rẻ nhưng mà chất lượng cao này cho anh em, để cho anh em về sử dụng anh em nhá. Con này thì cửa hàng chúng em bán rất là chạy và cũng khá là nhiều người sử dụng rồi, nên là anh em yên tâm về sử dụng anh em nhá. Với cái chất lượng thì cửa hàng chúng em thì cam đoan cho anh em và có bảo hành cho anh em 6 tháng sử dụng anh em nhá. Rồi, C1 giá 1,6 triệu, giật tét nổ cho anh em nghe qua. Kéo cái le này ra. Rồi, đẩy cái le này vào. Con này thì nói chung là công suất của nó ấy, thì nó rất là to. Anh em về sử dụng cắt tất cả các loại gỗ có trong gia đình nhà mình luôn, cắt bổ xẻ thoải mái luôn anh em nhá. Hoặc anh em về sử dụng khai thác keo, khai thác tràm vô tư luôn anh em luôn. Bởi vì công suất của con này thì rất là to luôn nha. Công suất 52cc, nòng của nó là 45mm anh em nha. Rồi, qua con C2 là một con máy cưa tay cụt. Con này thì nó là máy cưa mini để cho anh em về sử dụng gia đình này anh em. Anh em nào mà lần đầu tiên sử dụng ấy, chưa sử dụng máy cưa xích bao giờ nhá, thì những con máy này thì anh em sử dụng rất là dễ dàng và thuận tiện cho anh em luôn. Hoặc là anh em nào muốn một chiếc máy cưa xích mini nhỏ con, cực kỳ nhỏ nha, cân nặng cực kỳ nhẹ này, cân nặng thì tầm khoảng 3,5 kg thôi anh em. Giá 1,8 triệu, thương hiệu Tananka, hàng của Nhật bãi anh em nha. Đây là hàng của Nhật bãi này, công suất 33cc, nòng 38mm. Tananka, model KI330 này. Rồi, con này thì lam của nó là 35cm, phần mặt cắt còn lại là 30. Đấy, xích thì cửa hàng chúng em đã lên xích mới cho anh em rồi. Đây là một sợi xích mới nha. Còn lam là lam nguyên zin của nó luôn. Lam mặt cắt là 30cm nha. Con này thì về cắt những khúc gỗ mà bằng bắp chân, bắp tay trở lại đấy ạ, hoặc là bằng cái phích nước đổ lại nhá, thì con này là phù hợp này. Đấy, tình trạng máy móc thì liền mạch, không có bể vỡ dàn nhựa hay là cái gì cả.
Đó, thương hiệu hàng Nhật Bản nên là sử dụng cực kỳ bền nha, có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em này. Rồi giật két nổ cho con này cho anh em nghe qua. Rồi. Cái thằng Nhật thiết kế thì nó rất là chắc chắn luôn anh em, nên là anh em sử dụng con này thì rất là bền bỉ luôn anh em nhé. Đó, tiết kiệm nhiên liệu nữa, và cái dòng này thì nó là độ bền của nó rất là cao. Vòng tua thì vòng tua khỏe anh em nhé, vòng tua con này thì nó rất là khỏe luôn, về cho anh em sử dụng gia đình con này rất là hợp lý. Hoặc là anh em nào mà với cái nhu cầu tần suất sử dụng ấy, hay là hay leo trèo trên cao, cắt tỉa cành tỉa nhánh đấy, với cái tần suất mà suốt ngày mà leo trèo trên cao cần một chiếc máy cưa xích cầm một tay được, hoặc là anh em thích máy cưa nhỏ gọn thì con này rất là phù hợp anh em nha. Rồi, qua con này nó là cũng là hệ tay cù tiếp, nó là hệ tay cù tiếp này. Đó, thương hiệu này thì nó là cũng là thương hiệu Tanaka luôn, công suất cũng 33cc. Con này thì công suất của con này nó là tương đương với con C2. Hai con máy ấy, thì nó công suất bằng nhau, nó cùng một mẹ đẻ ra luôn. Đấy là mẹ là Tanaka. Nhưng mà đặc biệt thì con này thì nó giá thành thì nó chênh nhau 100.000. Con này kia thì con C2 là 1,9 triệu, con này thì con C2 là 1,8 triệu, con này là 1,9 triệu. Bởi vì con này thì lam của nó dài hơn cái con C2 một tí nha anh em nhá. Đấy, con này thì lam của nó là 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35 cm. Sử dụng là xài xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cơ điện, mua bán rất là dễ dàng trên thị trường nhá. Đây. Đây. Mắt xích khá dày dặn và to bản, còn nguyên zin của nó luôn. Lam Tanaka, lam mặt cắt là 35 cm. Đó. Rồi, cũng có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em này. Con này giá 1.900.000. Đó, công suất của con này thì vừa phù hợp cho anh em về sử dụng cắt những khúc gỗ, đừng có bằng bắp chân, bắp tay, bắp đùi đổ lại anh em nhá, hoặc là bằng cái phích nước. Đó, anh em hay leo trèo trên cao cắt tỉa cành tỉa nhánh thì con này là phù hợp. Siêu tay cụt mini, anh em thấy không? Máy móc liền mạch cũng không có bể vỡ nát na gì cả, thương hiệu Tanaka, giá 1.900.000. Anh em là có nhu cầu thì liên hệ cho cửa hàng chúng em. Rồi, và bây giờ là qua hai con máy tay dài này. Con này thì nó nhu cầu về sử dụng gia đình cũng là gia đình nha, nhưng mà con này thì nó là chuyên để anh em cắt dưới đất. Đấy, cũng là máy mini để cho anh em về sử dụng gia đình, cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại. Con này thì giá 1.900.000. Con này thì công suất 30cc. Đấy, 30cc anh em nha. Về cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại. Lam của nó là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35cm. Xích là sử dụng xích mini, và xích này thì cửa hàng chúng em đã thay xích mới vào rồi nha. Đây là một sự xích mới tinh luôn này. Lam thì còn chữ nguyên, lam chữ Singu này, cực kỳ đẹp luôn anh em nha. Lam thì còn chữ nguyên là anh em biết là con máy này đẹp như thế nào rồi đúng không ạ? Rồi, và con núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em này. Đấy, anh em nhìn không? Tình trạng máy này quá đẹp cho anh em luôn. Cửa hàng chúng em thì chuyên sưu tầm. Máy là toàn máy sưu tầm nên anh em mua bán cực kỳ ngon lành nha. Đây, ốc này quá đẹp đúng không anh em? Ốc này, anh em nhìn cái ốc này còn như mới đúng không anh em? Thôi, con này bán máy thì máy đẹp, nhưng mà giá bán thì bằng giá máy xấu. 1.900.000 bao ship đến tận nhà cho anh em nha. Công suất 33cc, cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại. Và con này thì linh kiện thay thế rất là nhiều anh em nha, bởi vì cái con này thì nó là rất là ưa chuộng tại Việt Nam mình luôn, nên là anh em hoàn toàn yên tâm nha. Anh em nấu thấy ngon chưa? Ôi, nhìn cái phần dây giặt này anh em. Nhìn dây giặt này, trắng phau như mới luôn anh em nha. Đấy, dây giặt này. Rồi, con này mà còn chê được nữa thì không còn con gì đẹp hơn nữa anh em nhá. Tình trạng máy đẹp như thiếu thùng luôn anh em. Thêm cái thùng nữa vào thành cái máy mới được luôn. C4 giá 1.900.000, bán giá cực kỳ rẻ cho anh em rồi. Rồi, C5. Con này C5, con này cũng là thương hiệu đến từ Tanaka. Thương hiệu Tanaka rất là nhiều trong lô máy ngày hôm nay anh em nhá. Made in Japan này anh em. Công suất 33cc nha. Con này thì công suất to hơn cái con C4 một tí. Con C4 này công suất 30cc, con này thì 33cc, chênh nhau 3cc anh em nha.
nên là giá thành chênh nhau 2 triệu đồng. Con này 2 triệu đồng thì bao ship đến tận nhà cho anh em nha. Rồi lam của nó cũng là 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35 cm, chữ Tanaka còn nguyên này. Đấy, xích này là sử dụng là xài xích mini, xích khá dày dặn và to bản, còn như mới luôn anh em nha. Xích nguyên zin của nó luôn, lam nguyên zin của nó luôn. Lam mặt cắt 35 cm, tổng thể độ dài là 40 cm, có núm bơm xăng phụ đầy đủ này. Đó. Đây, tình trạng máy móc cũng đẹp và xuất sắc luôn anh em nha. Đây, nhìn phần bô của nó này anh em. Nhìn phần bô chưa? Hầu như chưa có vết han gì anh em nha. Rồi, con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2 triệu đồng, bao ship đi tận nhà cho anh em. Cắt những gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại. Anh em nhìn phần ốc này, ốc cũng cực kỳ đẹp luôn nha. Ốc nguyên zin của nó luôn đấy ạ. Và chưa thấy có tình trạng mà tháo ráp này anh em nha. Nhìn này, anh em nhìn không? Ốc này, từng con một nha. Quá đẹp đúng không anh em? Đấy, hết chê đúng không anh em? Rồi, giật test nổ cho anh em nghe qua con này C5 giá 2 triệu đồng. Dây giật này cũng còn cực kỳ đẹp và cực kỳ mới nha anh em nha. Đấy, nổ rất là ngon nha. Con C4 thì công suất 30cc, còn con C5 thì công suất 33cc. Anh em cân nhắc giúp cửa hàng chúng em nhé. Rồi qua con C6 cũng là một con máy cưa xích. Con này là về cho anh em sử dụng gia đình này, nhưng mà thương hiệu này là thương hiệu cực kỳ nổi tiếng luôn, thương hiệu Makita. Anh em nào mà sử dụng những cái dụng cụ cầm tay rồi thì có lẽ là không còn xa lạ gì với thương hiệu này nữa rồi đúng không anh em. Rồi con này thì đặc biệt này, nó được tích hợp đầy đủ chức năng luôn. Đấy, nó được tích hợp đầy đủ chức năng cho anh em luôn anh em nhé. Con này là thương hiệu Makita. Đấy, MEA333 C6, giá cửa hàng chúng em cũng bán là 2 triệu đồng cho anh em thôi. Đó. Rồi, lam con này thì nó 40 cm, phần mặt cắt là còn 35 cm, sử dụng là xài xích chung 91. Đây là một sợi xích mới luôn anh em nha. Còn lam là lam nguyên zin của nó luôn này, có núm bơm xăng phụ đầy đủ này. Con này đặc biệt có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em luôn. Thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ hết này. Công này công suất 33cc. Tình trạng thương hiệu Makita MEA333. Rồi, ra test nổ cho anh em nghe qua con này nhá. Không le ra tí. Rồi. Con này thì nói chung là cửa hàng chúng em đang bán với cái giá cực kỳ hữu nghị trong video ngày hôm nay luôn anh em nhé. Chứ nếu mà nhiều ở chỗ khác thì đang bán con này đã đang khoảng 2 triệu 2, 2 triệu 3 lận cơ anh em. Công suất của con này thì về cho anh em sử dụng cắt những gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại anh em nha. Rồi, qua những con máy mà để cho anh em về sử dụng chuyên nghiệp đây. Rồi, đầu tiên con C7 là một con máy cưa Echo Curit V3005. Công suất của con này là 36cc anh em nhé. Con này đặc biệt có tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ cho anh em này. Và dòng này thì để cho anh em về sử dụng chuyên nghiệp anh em nhé. Anh em nào mà về sử dụng một ngày làm 8 tiếng, 9 tiếng liên tục trong vòng một ngày đấy ạ, thì nên sử dụng mấy con như thế này thì nó sẽ bền hơn cho anh em. Chứ nếu mà anh em mà sử dụng mà những con máy mà như thế này thì anh em về sử dụng thì nó rất là nhanh hỏng anh em nhé. Bởi vì cái tần suất anh em sử dụng nhiều ấy ạ, thì phải sử dụng mấy cái con nòng đứng như thế này. Đấy, cái nòng của nó nằm dựng đứng lên bên trên như thế này này. Đó, con này giá 2.900.000, công suất 36cc. Về nha anh em, cắt những khu đường kính khoảng tầm 30 đến 35cm đổ lại anh em nha. Đặc biệt con này đặc biệt để tích hợp cho anh em là lam Latin luôn anh em nhá. Lam đầu Latin luôn. Anh em thấy chất lượng nha, không phải lam bánh xe đâu ạ. Xích là sử dụng xích mini anh em nha. Lam của nó ấy là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35cm. Đó, máy móc tình trạng liền mạch này, đẹp đẽ này, hao ốc chân lam nha, vặn trực tiếp bằng khóa 13. Anh em nhìn thấy con này xem quá VIP đúng không anh em. Rồi, ra test nổ cho anh em nghe qua con này. Rồi anh em thấy chưa? Con này thì đặc biệt nó tích hợp chụp giật trợ lực nên là giật rất là nhẹ nhàng anh em nhé, chứ không phải là giật nặng nhọc gì đâu anh em ạ. Chứ con này thì nòng hơi của nó nhá, rất là to lắm.
Đấy, đặc biệt nó tích hợp chủ giật trợ lực nên là giật nó nhẹ nhàng như thế thôi. Chỉ cần giật nhạy cái là nó sẽ nổ thôi anh em nha. Đây, Made in Japan này. Mã số của nó là 017382. Đó, thế cái này thì em đọc cái mã cho anh em thôi, chứ còn nếu mà anh em đặt hàng thì anh em phải là bỏ con C7 nhá. Chứ anh em đọc cái mã như thế này thì cả hàng chúng em không biết con nào được đâu ạ. Đó. Và kiếm nó rất là khó anh em. Rồi, con này thì cả hàng chúng em đang bán với cái giá cực kỳ hữu nghị, 2.900.000. Tích hợp làm Latin cho anh em luôn. Nòng của nó là 38mm, công suất 36cc. 2.900.000 cho con này anh em nhá. Rồi, qua con C8 và con C9 là hai con máy Estin đến từ thương hiệu của Đức này anh em. Đầu tiên là một con máy cơ xích Estin 10S018. Tình trạng máy móc đẹp VIP cho anh em luôn anh em nhá. Đẹp siêu tầm cho anh em luôn này. Cho anh em nhìn phần bên trong này. Ui xùi, con này anh em nhìn thấy chưa? Quá VIP, quá chất lượng luôn anh em nhá. Nhìn cái phần lọc lưới của nó này. Anh em nhìn thấy không? Quá chất lượng luôn không anh em? Không chê điểm gì nữa luôn. Điện zin này, nòng zin này, bô zin này. Làm thì còn chữ nguyên này anh em. Anh em nhìn thấy không? Phần mặt tiền của nó này. Quá đẹp, quá chất lượng luôn anh em nhá. Đó, con này ốp làm là ốp làm tăng chỉnh xích nhanh nha. Và có xả áp ở đây cho anh em này. Anh em nhìn thấy không? Thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ này. Con này thì công suất của con này nó là 32cc. Nòng của con này là 38mm. Tình trạng máy đẹp 90% anh em nha. Hàng VIP siêu tầm luôn anh em. Tình trạng này, anh em nhìn không? Quá xuất sắc luôn anh em nha. Estin 10S018. Và dòng này nó là dòng của Đức anh em nha. Đó, thương hiệu Estin là thương hiệu top đầu về những dòng máy cơ xích của Việt Nam rồi anh em đúng không? Estin và Humana. Làm con này thì nó là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Sử dụng là xài xích chung 91, làm thì còn chữ nguyên này anh em. Anh em nhìn thấy chưa? Rồi, con này hàng đẹp VIP cho anh em, nhưng mà bán giá vẫn phải chăng cho anh em. 3.2 triệu bao ship tận nhà cho anh em nha. Rồi, giật test nổ cho anh em nghe qua con này. Đó, con này thì để cho anh em về sử dụng gia đình chuyên nghiệp thì rất là hợp lý anh em nhé. Anh em nào mà nhu cầu mà sử dụng vào một ngày làm 8-9 tiếng liên tục thì sử dụng mấy con này thì nó rất là bền cho anh em luôn. Đó, và con này thì phụ tùng thay thế rất là nhiều nên là anh em mua bán thì cực kỳ yên tâm anh em nha. Và cam kết cho anh em máy móc nguyên zin 100%. Anh em nhìn thấy linh kiện nào mà đã thay thế hoặc là đã sửa chữa rồi thì cả chúng em xin phép tặng cho anh em luôn cái máy. Thôi, qua con C9 là một con máy cửa xích cũng là thương hiệu Estin tiếp. Và dòng này nó là dòng 210. Đó, con này nó là dòng của Đức anh em nhá. Đó, Estin này, sản xuất năm 2002. Giá 3.800.000. Con này thì công cho anh em về sử dụng khai thác tầm trung này anh em. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ này, có xả áp ở đây cho anh em này, có ốp lam tăng chỉnh xích nhanh này. Và đặc biệt này, lam của con này nó là mặt cắt là 40cm anh em nhá. Đây, mặt cắt cũng chẳng biết là có phải 40 không, nhưng mà hàng chúng em đo thì nó ướm ướm thì nó tầm khoảng hai găng tay. Đấy, hai găng tay anh em nha. Còn xích là xích nguyên zin của nó này. Xích vẫn còn dày dặn và to bản nguyên này anh em. Anh em nhìn xích không? Ui sổ như mới luôn anh em nha. Rồi, con này thì nó là hàng để cho anh em chuyên về sử dụng khai thác tầm trung anh em nhá. Đó, thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ hết này. Rồi, con này thì vòng tua thì rất là khỏe, nòng 40mm, công suất 40cc. Về phù hợp sử dụng khai thác tầm trung anh em nha. Rồi, ra test nổ cho anh em nghe qua con này. Gió cũng giết này, chưa hề có biểu hiện rách rưới gì anh em nhá. Máy móc cam kết chuẩn zin đét đẹp đẹp cho anh em luôn. Rồi, anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ cho cửa hàng chúng em. Rồi, và vừa rồi cửa hàng chúng em đã giật test nổ tổng cộng 9 con máy cơ xích. Anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em anh em nhá. Đặt hàng thì chỉ cần để lại thông tin, địa chỉ và số điện thoại thì sẽ đóng hàng gửi đi đến tận nhà cho anh em luôn. Cửa hàng chúng em thì giao hàng toàn quốc nên là ở đâu em cũng có thể ship được hết. Anh em chỉ cần đọc cho em cái mã nhá. Anh muốn chốt con C1 hoặc là con C9 hoặc là con C nào đấy
thì em sẽ biết và đóng hàng gửi đi cho anh em. Xin chào toàn thể anh em, hẹn anh em những video tiếp theo.